Bây giờ hãy tiếp tục học bài 43, tương với phần 3 bài 23 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói, làm phiền chút ạ. Láo chả. Láo. Láo. Chả. Chả. Láo chả. Láo chả. Âm Hán Việt là lao giá. Hãy nhắc lại, làm phiền chút ạ. Láo chả. Láo chả. Hỏi thăm. Tả thiêng. Tả. Tả. Thiêng. Thiêng. Tả thiêng. Tả thiêng. Hỏi thăm một chút, nghe ngóng một chút. Tả thiêng ý xả. Tả thiêng ý xả. Đi nghe ngóng một chút, đi hỏi thăm một chút. Chủy tả thiêng ý xả. Chủy tả thiêng ý xả. Có cần đi nghe ngóng một chút hay không? Có cần đi hỏi thăm một chút hay không? Yào bù yào chùy tả thiêng ý xả. Yào bù yào chùy tả thiêng ý xả. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. Láo chả, wo tả thiêng ý xả. Láo chả, wo tả thiêng ý xả. Viện bảo tàng. Bố ủ quản. Bố. Bố. Ủ. Ủ. Quản. Quản. Bố ủ quản. Bố ủ quản. Mình rất ít đi đến viện bảo tàng. 我很少去博物馆. 我很少去博物馆. Đi tham quan viện bảo tàng. 去参观博物馆. 去参观博物馆. Viện bảo tàng ở đâu? Bố ủ quản tại nào? Bố ủ quản tại nào? Hãy nói lại, làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Láo chả, wo tả thiêng ý xả. Láo chả, wo tả thiêng ý xả. Viện bảo tàng ở đâu ạ? Bố ủ quán tại nào? Bố ủ quán tại nào? Hãy trả lời, viện bảo tàng ở phía đông. Bố ủ quán tại đông biên. Bố ủ quán tại đông biên. Bây giờ là từ hòa bình. Hòa bình. Hòa. Hòa. Bình. Bình. Hòa bình. Hòa bình. Công viên hòa bình. Hòa bình công viên. Hòa bình công viên. Công viên hòa bình cách nhà chúng tôi rất gần. Hòa bình công viên lý của mình cha hẳn chín. Hòa bình công viên lý của mình cha hẳn chín. Bên trong công viên hòa bình.
和平公园里边 和平公园里边 ở công viên Hòa Bình 在和平公园 在和平公园 Bây giờ là từ quảng trường nhân dân. Nhân dân quảng trường. Nhân. Nhân. Mín. Mín. Quảng. Quảng. Trường. Trường. Nhân dân quảng trường. Nhân dân quảng trường. Phía đông quảng trường nhân dân. Nhân dân quảng trường đông biên. Nhân dân quảng trường đông biên. Phía tây quảng trường nhân dân. Nhân dân quảng trường xi biên. Nhân dân quảng trường xi biên. Quảng trường nhân dân cách nhà chúng tôi không xa. Nhân dân quảng trường lý của mình cha bù yuán. Nhân dân quảng trường lý của mình cha bù yuán. Bây giờ là từ trung gian, giữa. Trung gian. Trung gian. Màu trung gian. Trung gian sửa. Trung gian sửa. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường nhân dân. Nguyên văn là ở công viên Hòa Bình và quảng trường nhân dân trung gian. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Hãy nhắc lại, làm phiền mình hỏi thăm một chút. Lão giả, 我打听一下. Lão giả, 我打听一下. Viện bảo tàng ở đâu? 博物馆在哪儿? 博物馆在哪儿? Viện bảo tàng ở phía đông? 博物馆在东边. 博物馆在东边. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên giao dịch. Yến Dệ Yến. Di động của thư ký Lâm. Lín Mỹ Xu đờ sầu chi. Đen, đỏ, xanh lam. Khây, khúng, lán. Gần đây vừa. Dùi chỉn căng. Gần đây vừa khai giảng. Dùi chỉn căng khai xuế. Cửa hàng. Sang tiện. Luôn ở ký túc xá. Tổng tại xu sở. Công viên. Công viên.
Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. 只要一张电话卡. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. 一个外贸团去上海参观. 这样放 này vừa tốt vừa rẻ. 这件羽绒服又好又便宜. Béo gầy hay rộng chật. Phấy, sâu. Năm sau nữa. Minh niên, hậu niên. Vừa hay là sinh nhật. Trời hào sư sinh nhật. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chỉ. Sau bữa cơm trưa. Ủ phản ý hậu. Leo núi. Phá san. Mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Xin đại gia thán thán tự chỉ thân ai hào. Thời gian rảnh. Dễ yu sử dân. Vẽ tranh. Hoa hoa. Bên trong trường. Xuế xẻo lý biên. Cách đây không xa, rất gần. Lý trợ bù yuán hẳn chỉnh. Ở phía tây thư viện. Giải thú su quản xi biên. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Tung biên sư sở mơ tỷ phảo. Một cái sân bóng đá. Ý cửa rú chiếu trắng. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. Láo giả, 我打听一下. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân Dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân Dân Quảng trường trung gian. Viện Bảo tàng. 博物馆